Chào tất cả mọi người nhé. Chúc quý anh chị và mọi người có một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui. Hiện tại thì Xuân Thiệu đang có mặt tại bản Lũng Linh nhé mọi người. Hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì có sang bên nhà ông già Mỹ Muôn. Ông ấy đã ốm hơn một tháng này đấy. Thì bao nhiêu ngày đợi chờ mưa lớn, dòng sông Nho Quế này nhiều nước ấy, không sang bên nhà ông được. Thì hôm nay cũng đã nắng được một hai hôm rồi, thì nước sông cũng đã rút. Thì hôm nay Xuân Thiệu mới vào đây thì nước sông rút này thì chắc là cũng qua được nhà ông rồi. Thì hôm nay vào thì sang bên nhà ông để hỏi thăm cái tình trạng của ông hiện tại. Và cũng báo cho ông một cái tin rất vui là ở những cái video trước Xuân Thiệu có chia sẻ thì có chị Phương ở bên Mỹ thì có gửi cho ông Muôn là 200 đô để đưa ông đi viện khám. Thì hôm nay Xuân Thiệu vào đây mang cái tin này cho nhà ông để ông được biết và chuẩn bị cái mọi thứ để đi khám. Hôm nay Xuân Thiệu vào đây thì cũng là cuối tuần rồi nhé mọi người. Tại vì mỗi hôm trời mưa ở trên vùng cao này mưa nhiều, nước sông không sang được ấy. Cái dòng sông Đông Nho Quế đây nha mọi người. Ở những video trước thì Xuân Thiệu có chia sẻ đến quý anh chị và mọi người ấy, cái sông Nho Quế này rất là nhiều nước. Bà con ở bên này muốn sang bên này đường thì phải vượt qua cái con sông này nhá. Thì hôm nay có em ở trong này thì có báo cho Xuân Thiệu biết là nước sông hiện giờ đã rút rồi, có thể sang bên Lũng Linh được rồi. Thì cũng có cái tin này thì Xuân Thiệu cũng vào đây để đi sang bên nhà ông Muôn xem cái tình trạng của ông vừa rồi, sức khỏe có khá lên không. Thì cũng tiện thể mang cái tin vui này cho ông. Thì cũng xin được thay mặt gia đình cảm ơn đến chị Phương đã có cái tấm lòng cao cả để giúp đỡ ông Muôn này, có thể đưa ông đến bệnh viện. Cũng là cái ước muốn lớn của ông Muôn ấy. Vì cái gia cảnh của ông ấy rất khó khăn, cũng không có tiền để mà đi viện ấy. Nhà thì ở với con trai, có vợ thì bỏ đi hơn 20 năm nay rồi ấy. Ông cứ vợ ở vậy để nuôi con. Bây giờ ông tuổi già rồi ấy, thì lại bị ốm, không làm được gì. Thì gia cảnh cũng khó khăn, cũng không đưa ông đi viện được. Hôm nay thì Xuân Thiệu đi vào đây thì nước sông đã rút rồi. Cũng cầu mong sao là đường sang nhà ông ấy đi lại được dễ dàng, để có thể đưa ông ra bệnh viện khám để xem cái tình trạng của ông ra làm sao, cho ông mau chóng khỏe bệnh để về cùng mấy con cháu nhá mọi người. Đấy, đường xuống sông Nho Quế đây. Đấy, nhà ông ở tít tận trên bản này nhá mọi người. Ông già Mỹ Muôn từ bên này nhìn sang cái con sông Nho Quế này, thì mỗi một lần trời mưa thì cái đập thủy điện ấy, ở trên này thì xả nước xuống thì nước rất nhiều, không thể đi qua được. Bà con ở đây thì rất khó khăn nha mọi người. Đây là em Sùng nhé. Ở những cái video trước thì em Sùng cũng có đi mấy Xuân Thiệu một hai lần đi qua. Đây em Sùng nhé. Hôm nay có em Sùng đi vào đây cùng mấy Xuân Thiệu. Hôm nay vào thăm thì cũng mua cho một ít quà. Không biết là đi sang đường nào được nhỉ? Cái đường cũ thì mỗi lần anh vào đây thì cũng hay sang cái lối này, nhưng mà không biết là nước còn khá nhiều này, có đi được chưa? Không sang đây phải vòng lên trên này thì mới sang được ấy. Chắc là phải vòng thôi. Chỗ này thì trước là cái lối này là hay đi sang lối này. Nước chỗ này thì bây giờ nó mưa to ấy, nước xoáy trôi hết đi rồi, bây giờ không đi được rồi, nước còn khá nhiều rồi mọi người. Lên trên này đi, anh em mình lên trên này hoặc là xuống bên dưới này. Phải bơi qua anh. Phải bơi qua đây á? Vâng. Ai à? Đây chắc là cái này. Thì mà anh cũng không có việc thì em tự bơi qua. Tự bơi qua đây á? À? Còn khá nhiều nước nhỉ? Vâng. Bây giờ phải tìm lối sang thôi, thì bây giờ còn nhiều nước lắm thì cũng không sang được ấy. Lên trên này để xem có lối nào sang không. Tại nước là cũng rút rồi. À,
một lần là bơi qua chỗ này à? Đấy, thì kia là sang được ấy, tại vì chỗ trên này là nước ít kìa. Đấy, suối của bác à, tuy là nước. Đấy, ca này đi tắm nước à, hay là đi đâu đấy? Chào cho các cháu. Đi lọt tay vào nha. Xin. Dạ. Yeah. Em bố có đỡ thế nào chưa hả em? Hả? À, thế à. Xin nghe nhá. Rồi, nhà mình nó chỉ bắt được trong anh chị mà. Thế dòng sửa hay nghe. Ừ. Nè, đi vào tay nhá. Mà ta sẽ cầm ra nhá. Ấy dồi. À, cho các cháu ít kẹo nhỉ. Hôm nay thì cũng lên trên này thì cứ mấy ít kẹo cho các cháu. Đi. Đi vào tay nhá. Xin. Anh em gì chắc. À, hết chưa. À, đi vào nhà xem ông thế nào đi em. Mấy hôm vừa rồi ấy, thì cũng trời mưa quá, nước nước sông đầy ấy, không sang được. Đâm ra hôm nay thì anh cũng mới sang bên này để xem cái tình trạng của ông thế nào. Đấy, ông đây à. Cháu chào ông nhá. Ông kể là ông đỡ hơn một tí nữa. Đỡ hơn một tí à? Ừ, nên khổ. Thế ông có ăn được gì không? Có ăn được cơm hay gì không? In ông được không? Tào mò đi chán thế. In ông nó cái tiếng này chủ nó tắm mình thì đến gì ông à, anh một ngày là ông ăn hay là một đến hai ba bát thì một bữa là ăn đến một bát một bữa ăn được một bát à? À, một bát thì mấy ngày ông cũng khổ một tí rồi à, thế là ông có phải chịu khó ăn vào cho mới khỏe lên được cái lò đéo này cái gì tao tao xin nó dẻo cái này cũng rồi cái tao xin nó là này nhớ gì tao xin nó anh ông Bảo Vân. Ừ, thì tại vì mấy hôm vừa rồi ấy, cháu trời mưa quá cái nước sông nhiều cũng không vào thăm cái sức khỏe ông được, thì hôm nay trời cũng nắng một hai hôm rồi ấy, cái nước sông cũng rút rồi ấy, thì hôm nay cháu cũng mới sang bên này để hỏi thăm cái tình hình sức khỏe của ông. Thế, em còn cho cháu ngủ với ông không? Cháu ngủ với ông không? Hả? Xin chào không cho nó cho mình ăn rồi nhập không cho anh. À không cho. Ừ, thì tại vì trước anh lên trên này ấy, thì thấy em bảo là cho cháu ngủ với ông thì anh bảo là em cũng khuyên bảo là không cho ngủ nữa tại vì ông đang ốm ấy, cũng không biết là thế nào nhỡ đâu lây cả cháu thì mệt lắm rồi. Dạ. Thì là thế này cho mình ăn rồi thì cứ ít là tự lòng nó hiểu chả thế này thôi mua mò cả kỳ tao dọn rất tốt luôn đó là 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 rất vợ bỏ đi là 22 năm rồi. Thì cái gia cảnh của em thì ở những cái video trước thì Xuân Thiều có chia sẻ đến quý anh chị và mọi người ấy, cái gia cảnh của ông già Mỹ Muôn này, cái gia cảnh rất khó khăn, hiện tại đang ốm. Ông ốm chắc phải bao nhiêu lâu rồi? Anh ốm được gần một tháng này. Một tháng á? Vâng. À, lâu rồi nhỉ? Ông bảo là hai lần trước anh lên thì ông ấy đang ốm nặng, thì lần này anh lên thì chắc là ông ấy khổ đi một tí. Cũng gọi là đớn mệt thôi, tình trạng bây giờ ông vẫn còn thế ông còn đau ở chỗ nào không? Đau ở chỗ nào nhiều không? Mó khó tiêu là cho mó ít chè đi dạ. Mó khó tay nữa. Mó ít chè, mó tay nhiều, mó khi mà mua xin tập lao thì khi mà mua xin tập lao chứ không chỉ mua mua xin hàng ông lấy mồi mua đây thì anh chỉ đồng chữ đồng tá nè anh nghĩ tức là ông bảo là hành như đau hết cả cơ thể đau hết cả cơ thể à? Đau lưng này đau bụng đau các kiểu thì chỉ mua plao thì mua xin tập lao mỏ thì chỉ mua plao
đau hết cả người cơ thể này, vì cũng cái thể trạng của ông hiện tại cũng rất là yếu rồi, không biết thế nào nữa, tại vì cái thời gian vừa qua ấy, cũng không có tiền để mà đi viện khám ấy. Thì có em xả đấy thì Xuân Tiệu cũng lên trên này chia sẻ mấy lần ấy. Em đứng vào đây thì hôm nay anh lên nhé, anh có một cái tin vui cho ông với lại gia đình. Là vừa rồi ấy, anh có lên trên này ấy, có chia sẻ lên cái video ấy, thì có chị Phương, chị ở bên Mỹ thì có gửi cho gia đình là 200 đô thì nó vào hơn 4 triệu đồng ấy, gần 4 triệu rưỡi, 4 triệu 6 để đưa ông đi bệnh viện khám. Thế là ông hiện tại ông cũng yếu thế này rồi, nhưng không biết là ông có còn ngồi xe máy được hay không nữa. Anh lên trên này anh thông báo cho cái nhà gia đình là cái tin vui như thế để em có thể sắp xếp cho ông ấy xem có thể là sang hôm nay thứ mấy nhỉ em nhỉ? Hôm nay thứ bảy à? Hôm nay thứ bảy thì cuối tuần mất rồi. Thì mai để thứ hai sang tuần đi, xong anh vào trong để đưa cho ông đi ra huyện khám nhá. Thế nhà em có xe máy hay gì không? Không có. Nhưng mà hiện tại cái thể trạng của ông thế này sợ không ngồi được xe máy rồi ấy. Bây giờ từ đây ra huyện thì xa đấy, tại vì chắc phải tầm 30 cây số, 30-40 cây số gì đấy, thì cũng anh áng chừng quả đấy. Kiểu gì cũng phải có người đỡ đằng sau anh. Đỡ đây thế phải đi phải có. Chắc là ông bây giờ thì anh nghe anh đây quyết định là nếu từ đây đi sao không chở thì anh quyết định cống đi anh. Anh cống cống từ đây sang bên kia. Cống từ lưng sang từ đây sang bên kia đến được, không là dùng xe máy. Thì cũng phải vậy thôi, tại vì cái cung đường từ đây sang bên kia ấy là khó đi lắm, tại vì cái nước bây giờ còn ấy đấy. Thế là có vẫn quyết định mang bố đi khám hay như nào? Sẽ đi từ lo nhà cho nhà mù dí sinh nó chỉ cho đi chặt cho quyết định mang bố đi khám gì? Thế thì cũng thế là được rồi, thế là vui rồi. Còn nhá, thì hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật rồi, thế mai em thu xếp công việc đấy nhá, mai em thu xếp công việc nhà rồi chuẩn bị quần áo cho ông với lại cho em. Em đi ra đấy chăm bố thì hay là có ai đi cùng không? Sẽ từ lo thế rồi, giờ để mua cho mua là cho ít đêm rồi, nếu ít thì làm nó bị xanh thì mua đủ thì chắc là phải anh thôi, bởi vì không có anh em nào khác. Hiện tại không có con thì chắc phải con lo thôi. Thế thì em mai em chuẩn bị nhá, mai em chuẩn bị quần áo cho ông nhá, cho ông mới lại cho em nhá. Tại vì cái thể trạng của ông này đi thì chắc là phải nằm ở viện điều trị rồi. Thì yếu này đi khám thì bây giờ hiện tại cũng chưa biết là bệnh gì. Đấy, phải ra đấy khám để bác sĩ có chụp chiếu rồi xét nghiệm các thứ thì bác sĩ mới kết luận thì cho điều trị ở viện hay là cho thuốc thang gì đấy, thì cái này thì phải ra khám thì mình mới biết được, còn ở nhà thì cũng không biết được đâu. Nhưng mà trước mắt ấy, em phải chuẩn bị cả quần áo cho ông cho em nữa, nếu mà có ở đấy điều trị thì ở viện luôn điều trị thì ở đấy chăm ông luôn nhá. Họ cho nhóc bé, cho ấy thì nó mở đó là sửa dạy thì ý sinh sẽ tạo phát sinh thế. Dạ, có thể mà xếp bệnh nó cho lo vậy. Ủa thì cho một lần rồi, ta rồi.
Anh quyết định mai anh sẽ thu dọn quần áo mang gói các kiểu là anh vào cái đi thôi. Anh quyết định thế. Được rồi, thế thì anh nhát xong thu xếp việc nhà đi. Nếu mà ông ra đấy thì nếu mà điều trị ở viện thì chắc cũng phải khá lâu đấy, thì cũng chưa biết thế nào biết trước được ấy. Tại vì cái thể trạng của ông này cũng còn phụ thuộc vào cái tình hình sức khỏe với lại bệnh của ông nữa. Cũng không biết là hôm nào về được ấy. Được rồi, cái này nếu mà ông không ngồi được xe máy thì từ đây ra ngoài kia thì cũng phải 30-40 cây ấy. Khả năng là không ngồi được xe máy thì cái Zin 3 từ đây ra thì cũng đường đi đường xa, ở trên này thì đường đèo dốc đi nhiều, nó cũng sợ công an các thứ ấy. Người ta không cho phép ấy. Thì cũng để anh xong rồi anh khả năng là anh sẽ gọi xe taxi vào để đón đi ô tô, đi taxi thôi. Đi ô tô thôi. Từ đây về đến huyện là có công an đó. Đúng rồi, không cho Zin 3 ấy, vì cái thể trạng của ông này cũng ngồi đằng sau xe máy thì cũng lo sợ ông không ngồi được ấy, nhớ đâu ông ngã xuống này còn mệt thêm, để thuê ô tô vào chở ông đi thôi. Anh quyết định cho ông đi. Được rồi. Nói chung là trong nhà thì không có tiền. Và anh nói thế, anh bảo là nếu có tiền thì anh sẽ cho ông đi xuống rồi, vì không có tiền không có gì chăm lo cho bệnh nữa. Anh nếu có anh giúp anh thì anh sẽ cố gắng đi. Cái này thì được chị Phương ấy. Em ạ, chị Phương, chị gửi tiền cho ông để đi khám thôi. Chứ còn cái này thì chị Phương ở bên Mỹ ấy, thì anh chia sẻ cái video này thì thì chị có gửi cho anh là cái số tiền là 200 đô. Đổi ra tiền Việt thì nó khoảng 4 triệu rưỡi hoặc 4 triệu 6 gì đấy. Để đưa ông đi ra bệnh viện khám cho ông điều trị. Chứ còn là cái ông ốm hàng tháng này rồi thì cái thể trạng của ông càng ngày nó càng yếu đi thế này thì không biết là lúc nào cũng khỏe lên được. Cái này thì phải đi bệnh viện khám thôi. Hai anh cảm ơn chị Phương rất là nhiều. Đấy thì nếu mà có cảm ơn chị Phương, có chị Phương gửi tiền cho ông đi khám
thì hai chú anh với ông có cảm ơn chị Phương rất nhiều. Cũng cái này thì cũng thật sự mà là cũng rất mừng, tại vì rất vui có chị là đã có cái tấm lòng cao cả ấy, để thương cái gia cảnh của ông hiện tại. Cũng mong sao là cái bệnh tình của ông cũng không có cái gì trầm trọng cả, để mau chóng khỏi bệnh về với các cháu thôi. Cô chị Phương lực cả âm nói về tiếng dân để anh bảo em hỗ trợ anh ấy dịch sang tiếng hộ anh một lần. Tức là em mới cảm ơn chị Phương bằng tiếng Mông ấy. Vâng. Cũng xin thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến chị Phương ở bên Mỹ. Cũng xin chúc chị và gia đình luôn luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Chị đã có tấm lòng cao cả để hỗ trợ gia đình đi đưa ông già Mỹ Muôn đi xuống khám bệnh viện để biết được cái tình trạng sức khỏe của ông. Cũng xin được cảm ơn chị rất nhiều. Cũng qua cái video này cũng Xuân Thiệu cũng xin được cảm ơn chị và tất cả các quý anh chị và mọi người cùng quan tâm đến gia đình ông Muôn này. Ông ơi, hôm nay cháu vào đây nhá, con cũng có một chút quà gửi tặng cho ông để ông có thể sử dụng cho bớt ấy đi, có một chút sữa với bánh kẹo thôi, cũng không có gì nhiều đâu nhá. Cái này em lấy ra xong rồi bóc sữa ra cho bố uống. Em bóc cho bố uống luôn đi, lấy sữa ra bóc cho bố uống. Cho ông khỏe. Không có gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều. Không có gì đâu. Ông phải ăn, cố gắng ăn vào nhá, cho giữ gìn sức khỏe nhá. Được rồi, ông uống đi xong rồi. Thế nhá, bây giờ em nói mai là em chuẩn bị quần áo các thứ nhá. Quần bác không giờ thì phải lấy uống đi. Nà kỳ mà chế lọt thóc còn giờ chứ. Em chuẩn bị cho cả em cả bố nữa nhá. Có gì thì anh sẽ gọi điện vào, bao giờ anh vào anh sẽ gọi điện vào cho em. Thì cũng ấy thôi, tại vì thôi hôm nay thì anh cũng vào để thăm ông, mới lại có cái tin vui này báo cho gia đình thôi nhá. Thế cho gia đình chuẩn bị trước để xong là đưa bố ra bệnh viện khám. Anh ông mà chắc ông sợ lúc mà ông chữa khỏi thì không có xe đưa ông. Ông không phải lo đâu, cháu sẽ đưa ông về nhá. Tốt cho nên là lộ.
Ông không, không, ông cứ yên tâm là đi khám, đi ra bệnh viện khám mà ông khỏi bệnh ấy thì cháu sẽ đưa ông về, ông không phải sợ đâu. Ông lại còn sợ là Ừ, thế là tốt rồi. Ông lại còn sợ là không có ai đưa về. Ông cứ yên tâm đi, cháu sẽ có trách nhiệm là đưa ông ra khám, xong là đâu vào đấy sẽ lo cho ông mọi thứ. Xong là ông nếu mà bác sĩ cho điều trị ở viện ấy, bao giờ ông khỏe lên bác sĩ cho ra viện thì cháu sẽ đưa ông về, ông không lo đâu nhá. Nếu mà để cho chia sẻ thao cho vào cầu thôi. Ông kiểu như là bà con mình ở trên này thật thà ấy, đúng ra cứ lo là cũng không ai đưa về, cái này thì không không lo đâu. Đúng rồi, thì về ông cái thể trạng của ông ốm hàng hơn một tháng nay rồi, yếu rồi. Thế thì thôi thì cũng thế thôi nhỉ, cũng chương trình là anh lên trên thông báo cho gia đình là cái tin vui này, cho gia đình chuẩn bị trước, xong là để đưa ông đi viện khám thôi. Thôi nhá, cháu chào ông nhá. Bây giờ thì ông cứ chịu khó ăn vào cho khỏe lên đã nhá. Em phải chịu khó, em phải chịu khó chăm ông bố vào một chút nhá. Thế thôi nhỉ, sẽ cũng cháu xin phép ông để hôm qua mai lúc nào đi thì cháu vào đón ông đi nhá. Bây giờ thì cũng muộn muộn rồi, anh em chúng cháu là cũng xin phép là cháu về thôi, để cho em phải nhớ chuẩn bị ấy nha, quần áo các thứ nhá. Còn quần áo các thứ thôi, không xong rồi mọi thứ là cũng không không phải lo gì đâu. Bây giờ em chỉ bố trí công việc ở nhà, xong là chuẩn bị quần áo cho ông mới cho em là ra ngoài đấy ở cùng với bố. Cái tình trạng của ông này ở đấy ra đấy thì chắc là bệnh viện người ta cho ở bệnh viện điều trị rồi, tại vì ông yếu này chắc là người ta không cho về nữa đâu. Thế cũng anh em mà cũng xin phép là ấy thôi nhỉ, Xuân Thiệu cũng xin phép khép lại cái video ngắn của mình tại đây. Cũng xin chúc quý anh chị và mọi người gặp nhiều may mắn và thành công trong công việc. Và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video tiếp theo.